Xin chào quý nhà đầu tư, mình là Huyền Trâm, là chuyên viên di trú cấp cao các chương trình đầu tư định cư châu Âu. Như chúng ta được biết, Hy Lạp là một đất nước châu Âu thuộc phía nam bán đảo Balkan, với diện tích chỉ khoảng 132.000 cây số vuông nhưng lại có đến hơn 6.000 hòn đảo lớn nhỏ, và đất nước này rất nổi tiếng với nền du lịch biển đảo. Hàng năm, Hy Lạp đón khoảng hơn 10 triệu lượt khách, mặc dù dân số nơi đây chỉ khoảng là 11 triệu người. Nền du lịch của Hy Lạp đóng góp là 25% GDP, cũng như là tạo ra việc làm cho 1/4 dân số của đất nước này. Người dân Hy Lạp tự hào là đất nước của Hippocrates, của Pythagore, của Archimedes, là những vĩ nhân vĩ đại đã góp vào nền văn minh của nhân loại chúng ta với những bước tiến vượt bậc. Bên cạnh đó, người dân Hy Lạp rất nồng hậu, rất hiếu khách. Đây là nhận xét của những khách du lịch đã đến tham quan tại Hy Lạp. Vào cuộc khủng hoảng năm 2008 đã thay đổi cuộc sống của người dân Hy Lạp cũng như là toàn thế giới như chúng ta đã được biết. Nhưng trong hơn một thập kỷ, đất nước này đã không ngừng cố gắng và nỗ lực vươn lên để có những thay đổi vượt bậc trong nền kinh tế cũng như là chính trị và cuộc sống. Điều này đã giúp cho Hy Lạp vào năm 2018 chính thức thoát khỏi tình trạng nợ công. Vào năm 2021, GDP của Hy Lạp đạt hơn 326 triệu đô, cũng như là phần GDP tính trên đầu người, đó là 23.200 đô một năm. 11 triệu người dân Hy Lạp hoàn toàn có thể tự hào về những gì mà họ đã đạt được. Và từ năm 2013, chính phủ Hy Lạp giới thiệu đến thế giới chương trình Golden Visa. Nhưng chương trình này chỉ thực sự thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài khi Hy Lạp có một nền kinh tế chính trị ổn định hơn và có những thay đổi tích cực trong kinh tế. Và hiện tại, lượng ngoại tệ đổ vào cái bất động sản của Hy Lạp không ngừng tăng, và đặc biệt là không có dấu hiệu giảm nhiệt. Và các nhà đầu tư khi mà quan tâm đến bất động sản Hy Lạp thì yếu tố then chốt đó là nhờ chương trình Golden Visa này. Và tại sao các nhà đầu tư lại quan tâm đến chương trình Golden Visa? Vì những gì họ nhận được thì rất là nhiều so với những gì mà họ bỏ ra. Đó là chuẩn cuộc sống chuẩn châu Âu dành cho gia đình 3 thế hệ. Với việc đầu tư bất động sản chỉ từ 250.000 euro, thì nhà đầu tư nhận được hầu như mọi quyền của một công dân tại đất nước này. Và Hy Lạp có tấm thẻ xanh có giá trị là 5 năm, và sau mỗi 5 năm thì sẽ gia hạn 5 năm nữa, với điều kiện nhà đầu tư chỉ cần giữ lại bất động sản mà họ đã đầu tư trên đất nước Hy Lạp này. Ba thế hệ của nhà đầu tư sẽ được hưởng những quyền lợi, đem đến cho họ những quyền lợi đặc biệt. Đó là quyền lợi được cư trú tại Hy Lạp không giới hạn, quyền lợi được đi lại cũng như là sinh sống tại 26 nước thuộc khối Schengen lên đến 90 ngày trong vòng 6 tháng. Và quyền lợi tiếp theo đó là con trẻ được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến chuẩn châu Âu. Đặc biệt, nhà đầu tư còn được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe của các bệnh viện công tại Hy Lạp. Và một điểm nữa đó là nhà đầu tư sẽ được giữ được đó là quốc tịch của Hy Lạp cũng như là toàn bộ quyền công dân tại Việt Nam. Và tấm hộ chiếu của Hy Lạp hiện tại đang đứng thứ 6 trên thế giới trong những top tấm hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới. Và đó là lý do tại sao công ty Portico & Bridge kết hợp với lại Go Travel để tổ chức buổi hội thảo về đầu tư định cư du lịch dành cho các nhà đầu tư chúng ta vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 này, tại văn phòng của công ty Portico & Bridge. Quý nhà đầu tư, chúng ta quan tâm đến chương trình này, vui lòng liên hệ với hotline hoặc fanpage của Portico & Bridge. Tại Portico & Bridge, Your Children, We Care.